Thưa quý vị, trong suốt 2 năm qua, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng biết bao nhiêu người, khiến vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất cha, mẹ. Kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, v.v. Kể hút theo gia đình, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn tột cùng. Trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người người nhà nhà rộn ràng chuẩn bị sắm sửa Tết, thì với những trường hợp trên, nỗi mất mát quá lớn, niềm vui của họ cũng không còn trọn vẹn. Bà Trần Thị Thanh Thủy, 61 tuổi, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, đã mất cả chồng lẫn mẹ chồng trong vòng 1 tháng do mắc COVID-19. Hiện bà Thủy làm nghề bán đồ chay, nuôi 2 đứa con trai. Một con đang chấp hành án phạt tù tại một địa phương khác. Người con còn lại thì đang tu tập tại một ngôi chùa trong thành phố Đà Nẵng từ lúc 7 tuổi. Bà cho biết, mọi năm, cứ đến gần Tết là gia đình tụ họp đông vui, cùng nhau dọn dẹp, sắm sửa chuẩn bị đón Tết. Còn năm nay, bà ngạn ngào chia sẻ, những ngày Tết này chỉ có thể trôi qua cùng với di ảnh của chồng và gia đình đã không còn Tết sum vầy, Tết đoàn viên. Các Tết năm này thì chắc cũng là không có đón Tết được đó, ở nhà vậy thôi chứ còn cũng buồn lắm. Thành ra là một năm là con, một năm chồng và một năm mẹ chồng. Thành ra chắc Tết năm này chắc cũng không có đón Tết được nữa. Mở nhà nó thôi chứ cũng không có vui vẻ gì mà để đón Tết. Còn chị Đinh Thị Thu Diễm, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, cũng đã mất chồng do mắc COVID-19 từ tháng 8 năm 2021. Hiện do dịch bệnh nên chị Diễm mất việc làm. 4 mẹ con sống nhà ông bà nội. Chỉ có đứa con bị bệnh tự kỷ, tăng động. Mất trụ cột gia đình nên hoàn cảnh hiện tại của chị hết sức khó khăn. Những ngày này, có lúc chị Diễm mệt mỏi vì bao gánh nặng đè lên vai mình. Nhưng những lúc như vậy, nhìn vào chiếc ảnh chồng, chị cảm giác chồng vẫn luôn bên cạnh, an ủi và tiếp thêm cho chị nghị lực để sống tốt và lo cho con cái ăn học. Chia sẻ về việc chuẩn bị Tết, chị Diễm cho biết năm nay thật sự mất Tết. Thì mỗi năm tới giờ trừ là bắt đầu là xong sang Tết rồi đó. Mà năm nay thì cái kiểu mình không còn tâm trí nữa. Nhiều khi nghĩ không biết bữa nay là ngày hâm mái luôn, cố gắng lo cho con chứ trừ là mình đang trừ, cố gắng hết sức thôi. Hiện trên địa bàn thành phố có 15 trẻ em có cha mẹ mất do COVID-19, thường chín hộ gia đình nằm trên địa bàn các quận Sơn Trà, Thanh Khê và Liên Chiểu. Theo đó, lãnh đạo thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đặc biệt quan tâm đến những trường hợp này, nên nhân dịp năm mới đã đến tận nhà để thăm hỏi, động viên các em và gia đình, nhất là mong muốn những người mẹ cố gắng lạc quan, vượt qua nỗi đau mất mát để trở thành trụ cột gia đình, xây dựng cuộc sống, lo cho con cái ăn học thành người, đồng thời cũng cho tặng quà Tết cho mỗi hộ. Thì nói chung là trừ là cái sự mất mát rồi, mà ví dụ như tất cả đồ chính quyền hay là nhà nước đồ có hỗ trợ thì mình chỉ biết vậy thôi, để giúp đỡ cho con cái mình, để cho trên con đường học vấn được ổn định, là vì có một đứa còn nhỏ. Hôm bữa tới trời là cũng có nhiều người hỗ trợ lắm. Trời dưới dạng như mình là thêm phần an ủi đó chị. Kiểu như mình thấy mình được một phần mô đó an ủi. Vì em biết cảm ơn thôi chứ không biết nói gì hết. Đối với những trường hợp trên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho biết đã rà soát kỹ, phối hợp cùng địa phương để chăm lo Tết cho họ, không để sót bất kỳ người nào. Tết sum vầy là Tết đoàn viên, nhưng đối với những gia đình trên thì Tết đã không còn trọn vẹn như xưa. Song, khi đối mặt với nỗi đau như vậy, họ mới cảm nhận ra rằng xung quanh mình luôn có rất nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ, bởi chính quyền địa phương không bỏ rơi họ. Vì thế, Tết năm nay, đối với họ, dù không trọn vẹn, nhưng trong tim họ đã bớt đi sự lạnh lẽo, có thêm phần ấm áp hơn.